Blackpink dính kiếp nạn thứ nở khi đêm diễn tại Hà Nội đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày diễn ra concert tại Hà Nội của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc, Blackpink. Tuy nhiên đến nay những thông tin mơ hồ về việc hủy hay diễn liên tục nổ ra khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Ngày diễn ra concert Blackpink tại Hà Nội đang đến gần, nỗi lo ngại lớn nhất của Blink, fandom của Blackpink hiện nay không còn là vấn đề sang nhượng vé. Đáng quan ngại hơn chính là sự không chắc chắn trong việc liệu hai đêm concert có thể diễn ra theo đúng kế hoạch hay không. Cụ thể, sáng ngày 22 tháng 7 bất ngờ xuất hiện thông tin hai đêm diễn của Blackpink sẽ bị hủy bỏ do nhiều lý do khách quan. Ngay khi tung ra, thông tin trên lập tức trở thành tâm điểm được cư dân mạng thảo luận xôn xao. Theo thông tin từ Vietnamnet, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết các cơ quan liên quan sẽ có một cuộc họp về đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink để đảm bảo cho các khâu từ chất lượng nghệ thuật, an ninh, an toàn. Việc có hủy show hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong buổi họp vào ngày 24 tháng 7 tới. Trước đó, Blink vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến hết mình tại concert sắp tới khi đơn vị tổ chức IME Việt Nam đã xác nhận. Hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội sẽ được diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu. Khẳng định concert Blackpink sẽ là show diễn hoành tráng nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Đối mặt với tình thế liên tục bị xoay mòng mòng, người hâm mộ Blackpink dù hoang mang nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi câu trả lời chính thức, đồng thời hy vọng có thể thuận lợi nhìn thấy bốn cô gái biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam. Nhật Trâm, theo Vietnamnet.